Good morning nè to nha. Ngày nắng cứ chỉ ngay tim môi để nhom chanh bì cho tới lấy xạ. Hay ngày nắng còn lục vô khăn này. Lời nắng cũng stand by nằm bay sharing session để nhom phô nè không phải ngày mùa nó. Chị kẻ tôn tình nắng chạy lấy bọt sao hay nâng cần lưu không cả đại hạt cô bạc chi vinh nín nắng. Hay bê chọc mau buồn cả lá nơi ní. Nhom thử rốt tới post office làm bay tật bao vô à BOP khói. BOP nắng đôi chỉ ID card chẳng cứ dương ai mình sẽ đưa nơi nắng đời như tới dân pra nắng 300 pra passport của bạn này hơi ở bên ngay dân thời tới sẽ là lưu đồng 4 từ mưa sẽ là đồng bay từ register hay nâng từ vô student ID card trong trong đơn thà rộng bây giờ dân từ khuyên sẽ là từ 4 hay nâng vô ID card mấy trăm tạm năng được ở khả niệm lời nâng cư cũng bông là standby mau bờ xam buồn ấy nơi tịch tiết chất start ấy mau bấy start. Yeah. Xin chào các bạn, tôi đang tìm kiếm tài liệu slide share. 346 minutes later. Xin chào các bạn, lưu nhóm chụp bài. Chụp bài. Okay, okay. Trong trong này nhóm luôn tích nhóm mua bánh rót sập hàn nhé. Để nickname là test mua vivid. Hay nhóm miền background tệ tông thì năng perform sập sai. Media Management bị DMC nhóm riêng chọc ca vì chân em bị bọn đồng bốn ca vì chân em tư nữa hay ở nhóm chìa Chivining Scholar mỗi khi nông chân nào bồng bốn hẹn để bàn chọc nơi khi nông chân em bị bọn đồng pay tới bị bọn đồng pay mỗi Academic Year nữa ok lời nâng cư dương sharing chọc ấy chân ở đó bê đề nhóm trời riêng trong khuôn tới vô BOP. Yeah. Ok, rồi nâng đột ảnh hồi hơn. Ôi, nà sao chơi nè. Wait a bit. Ok, lời nhóm ở đó lấy, bình tay nhóm cứ thay càng khăn ông gạt ai thọt đấy, hình chăng là chẳng phải nhóm bán đấy, chẳng dừng thọt điện, yeah. Yay. Bán thôi. Mẹ rằng đôi ở lời nâng cao tới chìa nè, rồi nơi đòi bình sật chẳng hết. Yeah, mà vô nơi post office. I got it. Lời nâng từ đầu anh em xin. I think hai chị anh em McDonald's lên một tên. Sửa lươn. Few moments later. Bật nâng phê đào chanh máu mẹ. Chứ mẹ rõm hẹp click A mà giang. Click A mà giang. Chứ ta đâu nợ thơ nhá. Lời đâu nợ thơ nhá. Đang click A à. Click lôi. Ơi. Hai mấy hai rô châu nhằm nâng. Lưu Steve của bộp lôi mơ tớ. Anh mình có bộp lôi à lời thật đau tư té vinh đồ mây vô có bộp lôi. Oh my god. Not a good day. Ok, à lời nắng. Đau té vinh hả ơi. Door is open. Thank you. Door is open. Okay, ở lời nắng đo teo vào nhà ơi. Ở lời dân kịch ấy là lỡ dân vô bê năng màu unboxing. Unboxing ở ngoài Oyster Card hay nâng BOP. Hay chỗ mà đo teo vào nhà sư trên tư khéo với nhà trăm màu bí tơ sà la mong tư vô Student ID card mới tiện. Damn.
I've got any oyster card สําหรับยើងអ្នកមក London គឺត្រូវតែមានអាហ្នឹងពីព្រោះថាយើងត្រូវ scan ចូល scan ចេញហ្នឹងត្រូវប្រើ card ហ្នឹងយើងប្រើបានទាំងតេះភ្លើងទាំងឡានក្រុងនិយាយទៅ public transportation ទាំងអស់ Okay say transport for London oysterគេទៅកាត់នឹងអស់5 pound ប៉ុន្តែខ្ញុំបញ្ចូលលុយអស់20 pound សូអស់25 pound Here it goes blue yeah nice Okay អានេះដែលខ្ញុំ excited ជាងគេដោយសារតែដូចយើងទៅធ្វើដូចយើងគ្រប់អាយុទៅធ្វើតញ្ញាបានអញ្ចឹងThis is my BOP card. Bang. Cool. Okay, ឥឡូវហ្នឹងគឺដល់ម៉ោងត្រូវទៅយក student card ហើយរៀបចំទៅ Don't forget mask.All done. Let's go. ខ្ញុំមាន appointment មួយសាលាហ្នឹងគឺម៉ោង2ឥឡូវហ្នឹងម៉ោង1:19នាទីហើយនៅសល់40នាទីទៀតហើយអូខ្ញុំត្រូវរត់ហ្មងដោយសារតើពីកន្លែងខ្ញុំគេនេះ appointment ផាត់ខ្ញុំគេហ្នឹងទៅសាលាវាធម្មតាបើយើងដើរធម្មតាវាកន្លះម៉ោងអញ្ចឹងឥឡូវនៅសល់ space តែ40នាទីទៀតទេ So ខ្ញុំត្រូវ rush ទៅហ្នឹងហើយ So yeahI have to run. Yeah, ចិត្តដល់ហើយប្រហែលជាមកកាច់កែងទៀតមកកាច់កែងទៀតអូខេអ្នកនាងឥឡូវនឹងខ្ញុំរកឃើញហើយភាសាឃើញ logo សាលាតូចខ្លាំងអូ welcome Loughborough University London finally នៅសល់10នាទីទៀតសូខ្ញុំមកដល់មុនតាន់ពេលវេលាអត់យឺតទេនៅក្រៅធំជាងនៅក្នុងរូបធ្លាប់ឃើញក្នុងរូបតូចមួយតែuniversity របស់ខ្ញុំនេះមិនមែនដូចដែលយើងសម័យ university ដូចនៅ UK លក្ខណៈ campus លក្ខណៈអគារចាស់ចាស់ណាដោយសារនេះទំតែបង្កើត5ឆ្នាំមុនឯងអញ្ចឹងវាលក្ខណៈអគារ design វាលក្ខណៈជា modern បើអគារ main campus វានៅ Loughborough city ហ្មងអាហ្នឹងបានលក្ខណៈចាស់ដោយសារវាបង្កើត100ឆ្នាំជាងហើយ yeahHello. I'm having an appointment at 2 p.m. 2 p.m. Yes. ឥឡូវហ្នឹងគេឲ្យ tote bag មួយហើយ follow sign ហ្នឹងគេទៅចូលនៅហ្នឹងគឺតម្រូវឲ្យត្រូវតែពាក់ mask ពាក់ mask Wow. I got my card now. So ឥឡូវហ្នឹងចេញទៅក្រៅដើម្បីឲ្យគេ show around campus.Then you have the digital thermometer, and then you have the sanitizers, and then in these turnstiles here, you would use your ID card to get into the building. Over here, you have the canteen, and the canteen is open from 9 till 5. There's some lockers available. You can get a key from the reception, and you can get one key.For your locker, and you can keep it for the whole year. In this department, you'll find the members of staff that work with entrepreneurship. So, if you have any business ideas that you want to develop, they'll have specialists to help you develop them. If you are wanting to talk about career progression, CVs, cover letters, assessment centres, graduate schemes, they will support you with all of those activities. Yeah. Okay. Okay. Come through. Left.There are restaurants, bars, pubs, and stuff like that. This is where all your main lectures will be. Everything is recorded on review capture so that you can listen back to your lectures if you need to kind of catch up with something or when you need some clarity. So that's always on and available. Okay, fine. So let's go up these stairs. There are also showers on each floor, so
So for example, if you go for a run and you want to have a shower, okay, by all means you can use the showers here and then get ready for lectures or get ready for your Friday night out. Cool. You know? Cool. Yeah. There's more independent working spaces here. This is a seminar room and lecture theatre, so sometimes we have lectures in here, depending on the size of the class. If it's a big class, it'll probably be downstairs. But if it's a smaller class, then we might be in here. Okay. Yeah. So yes, so at the moment, last year it was 24 hours. Oh. Amazing. Yeah. Oh, I loved it. It's great to you have can sleep here. Yeah. Literally, there were many a night, 3 o'clock in the morning, I was still here. Oh. It's a great time to be a student and really just immerse yourself in the process of learning and developing through a time like this. Yeah. So, yeah. Well, welcome to Loughborough, guys. Thank you. You're welcome. Yeah. Campus tour cho bay, ở lại đào vẽ chinh trang mà tẹp với nháy. So, yeah, chụp kia nè, về lia nè, mong đã đài. Yeah, chụp kia nè, video cao, bye bye.